Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, sáng ngày 13 tháng 5, ngài Fukada, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi tham quan khảo sát thực tế các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cùng đi với đoàn có đại diện các sở ngành của tỉnh. Tại huyện Lâm Hà, đoàn đã đến thăm công ty An Phú Lake Hill, một công ty liên doanh giữa Nhật Bản và Việt Nam, chuyên sản xuất rau xà lách sạch, giống Nhật Bản. Hiện công ty đang sản xuất trên diện tích 4 hecta, bước đầu cho thấy cây rau xà lách sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng tại nơi sản xuất còn thiếu thốn, gây khó khăn cho quá trình phát triển sản xuất của doanh nghiệp. Đoàn công tác của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã đến thăm công ty Hoa Mặt Trời tại huyện Đức Trọng. Đây là một công ty chuyên sản xuất hoa lan vũ nữ và lan hồ điệp. Hiện công ty đang xuất khẩu hoa lan vũ nữ sang thị trường Nhật Bản. Đây là loại hoa được người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng. Đại diện công ty cho biết lan vũ nữ có thể trồng quanh năm tại Lâm Đồng. Trong lúc đó, tại Đài Loan chỉ có thể sản xuất được một số tháng trong năm. Hiện công ty đã có đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp Nhật Bản, nhưng khó khăn của công ty vẫn là thiếu vốn để có thể sản xuất đủ sản lượng theo nhu cầu của khách hàng. Thông qua những chuyến khảo sát thực tế, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, các doanh nghiệp Nhật Bản và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ nắm bắt được tình hình thực tiễn sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, cũng như tâm tư nguyện vọng của người sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng. Từ đó có những biện pháp tháo gỡ khó khăn và là cầu nối tạo nên các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy và phát triển hơn nữa thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương.